Xin chào các bạn, đây là chương trình hướng dẫn tự ôn thi ACC của tự ôn thi.com và đây là video thứ hai trong chuỗi bài giảng của môn PM quản lý hoạt động. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy đi tìm hiểu về cái chủ đề trọng yếu đầu tiên trong môn PM đó chính là kỹ thuật tính giá thành và cái phương pháp tính giá thành ABC. Đầu tiên thì chúng ta hãy đi làm rõ tính giá thành là gì đã nhé. Ví dụ thế này. Bạn thuê nhà xưởng, mua máy móc, thuê nhân công, sau đó bạn mua khoảng 1 000 m vuông đất về để sản xuất ra được 500 sản phẩm. Trong kỳ thì bán ra được 400 sản phẩm và kiếm được 600 triệu đi. Như vậy thì từ cái góc độ kế toán tài chính, theo cái nguyên tắc phù hợp thì bạn sẽ cần xác định cái chi phí liên quan đến việc tạo ra được cái doanh thu 600 triệu này để mà ghi nhận vào trong kỳ kế toán đúng không ạ? Trong kỳ thì các cái chi phí bạn bỏ ra là để sản xuất được 500 sản phẩm. Nhưng mà lại chỉ có 400 sản phẩm là liên quan đến cái doanh thu 600 triệu thôi. Do vậy thì bạn phải xác định được cái chi phí bạn bỏ ra để sản xuất được 400 sản phẩm này đúng không ạ? Thì cái quá trình mà chúng ta đi tính toán cái chi phí cho 400 sản phẩm này chính là cái quá trình để tính giá thành cho sản phẩm thì nói như vậy, tính giá thành nó chính là cái quy trình để đi xác định chi phí cho sản phẩm dịch vụ hoạt động của doanh nghiệp đúng không ạ? Và cái việc tính giá thành trong kế toán tài chính thì là để phục vụ cho cái việc ghi nhận chi phí theo nguyên tắc phù hợp. Vậy trong cái quản lý hoạt động, tại sao ta cũng phải đi tính giá thành? Như trong cái video trước mình đã giải thích rồi, từ cái hệ thống thông tin của Doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thu được rất là nhiều cái dữ liệu về cái quá trình hoạt động của mình đúng không ạ? Tuy nhiên những cái dữ liệu này là chưa qua xử lý, hay nói cách khác là dữ liệu thô. Để có được cái thông tin hữu ích trong việc ra các quyết định quản trị hoạt động thì doanh nghiệp sẽ cần phải xử lý thông tin. Thì tính giá thành hay là các cái kỹ thuật kế toán quản trị khác nó chính là để xử lý cái dữ liệu thô ban đầu, lấy ra được cái thông tin có ý nghĩa phục vụ cho mục đích quản trị hoạt động. Ví dụ như là biết được chi phí một sản phẩm thì có thể đưa ra được quyết định về giá của sản phẩm đó như nào cho phù hợp đúng không ạ? Có thể quyết định về cái sản lượng mà doanh nghiệp cần tiêu thụ để hòa vốn để không bị lỗ. Vậy cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tính được giá thành hay là làm thế nào để xác định được các cái chi phí đã phát sinh để mà tạo ra được sản phẩm. Chúng ta biết rằng là trong cái quá trình hoạt động của một tổ chức một doanh nghiệp nếu như phân chia theo chức năng của chi phí thì sẽ có thể phát sinh các cái loại chi phí như là chi phí sản xuất này thì đây là cái chi phí liên quan đến cái việc sản xuất sản phẩm hoặc là cung cấp dịch vụ được chưa và trong cái chi phí này thì lại chia làm các khoản mục chi phí nhỏ thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì đây là các cái chi phí của nguyên vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm vì là đối tượng lao động nên là cái hình thái vật chất của nguyên vật liệu này nó sẽ chuyển hóa vào trong sản phẩm có thể dễ dàng xác định được là một sản phẩm tạo ra được tạo thành từ nguyên vật liệu trực tiếp nào cái lượng sử dụng là bao nhiêu. Từ cái góc độ quản trị hoạt động thì cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này sẽ được gọi là chi phí biến đổi do là cái chi phí này nó sẽ biến động theo sản lượng sản xuất hoặc là sản lượng tiêu thụ. Được chưa? Tương tự như vậy thì ta cũng có chi phí nhân công trực tiếp. Thì đây là các cái chi phí mà liên quan đến các cái nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm có thể dễ dàng xác định được là sản phẩm tạo ra là liên quan đến cái nguồn nhân lực nào do nguồn nhân lực nào tạo ra và tiêu hết bao nhiêu cái nhân công ví dụ như là để mà sản xuất một sản phẩm thì cần có một cái dây chuyển sản xuất trong dây chuyển sản xuất này thì có 20 nhân công 20 nhân công này một giờ sẽ làm được hai sản phẩm được chưa ạ thì như vậy ta có thể tính ra được một cái sản phẩm cần 20 nhân công làm trong 0,5 giờ đúng không tức là có thể xác định được dễ dàng cái nhân cái nhân lực bỏ ra cho một sản phẩm và từ cái góc độ quản trị hoạt động thì cái chi phí nhân công trực tiếp này cũng được gọi là chi phí biến đổi do là cái chi phí này nó sẽ biến động theo cái sản lượng sản xuất tức là cái chi phí nhân công này nó sẽ tăng lên khi mà cái sản phẩm sản xuất tăng lên đúng không ạ ví dụ như là một sản phẩm hết không phải năm giờ vậy thì 10 sản phẩm là hết là 5 giờ đúng không cái loại chi phí nằm trong chi phí sản xuất nữa mà chúng ta phải nhắc đến ở đây đó là chi phí sản xuất chung. Thì đây là tập hợp tất cả các cái chi phí liên quan đến việc sản xuất tạo ra sản phẩm mà không phải là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. Thì chính vì không liên quan đến hai cái loại chi phí trực tiếp kia cho nên cái chi phí sản xuất chung này còn được gọi là chi phí sản xuất gián tiếp. Thì đây thường là những cái chi phí dùng chung cho cái việc sản xuất sản phẩm không xác định được cái mối liên hệ trực tiếp đến từng sản phẩm tạo ra. Kiểu như là để sản xuất một sản phẩm này thì cần bao nhiêu nguyên vật liệu gián tiếp hay bao nhiêu giờ công gián tiếp thì sẽ không xác định được kiểu như vậy mà chỉ có thể dùng cái cách là phân bổ bởi vì nó là những cái chi phí dùng chung được chưa nên phải phân bổ cho các sản phẩm chứ không thể nào xác định riêng được cho từng sản phẩm. Và từ cái góc độ quản trị hoạt động thì cái chi phí sản xuất chung này lại được chia thành hai loại nhỏ đó là chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định. Trong đó thì chi phí sản xuất chung biến đổi nó là những cái chi phí biến động theo sản lượng sản xuất. Ví dụ như là chi phí công cụ dụng cụ này, chi phí điện nước này, tiền thưởng cho sản lượng cho công nhân này. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ cái tỷ trọng cái chi phí sản xuất chung biến đổi này trong tổng chi phí sản xuất chung thì thường là chiếm tỷ lệ nhỏ. Chi phí sản xuất chung cố định thì ngược lại là những chi chi phí mà không thay đổi khi sản lượng khi sản lượng sản xuất thay đổi. Ví dụ kiểu như là chi phí khấu hao nhà xưởng máy móc, được chưa? rồi là chi phí lương cố định của những cái quản lý phân xưởng. Ngoài cái chi phí sản xuất này thì trong quá trình hoạt động của mình doanh nghiệp còn phát sinh các chi phí như là chi phí bán hàng này, hay là chi phí phân phối sản phẩm này. thì đây là các cái chi phí liên quan đến việc phân phối tiếp thị và bán sản phẩm của dịch vụ. bao gồm các chi phí nhỏ như là chi phí phân phối này, chi phí vận chuyển này, chi phí tiếp thị này quảng cáo này rồi là tiền lương hoa hồng cho nhân viên bán hàng tóm lại là cái chi phí bán hàng nó là cái chi phí phát sinh sau khi đã sản xuất xong sản phẩm dịch vụ được chưa còn chi phí quản lý thì đây là những cái chi phí mà một tổ chức phải phát sinh để mà duy trì và quản lý hoạt động hàng ngày của toàn bộ doanh nghiệp nó không liên quan trực tiếp đến một cái chức năng hay một cái phòng ban cụ thể nào liên quan đến quá trình sản xuất cả ví dụ như là chi phí lương cho nhân viên quản lý chung của doanh nghiệp này như kiểu tổng giám đốc rồi là các cái bộ phận hỗ trợ như kiểu là kế toán hành chính những cái bộ phận mà không thể tiết tạo các doanh thu đó các cái khoản chi phí khác thì ví dụ như là chi phí huy động vốn chi phí tài chính các kiểu thì về mặt lý thuyết mà nói thì từng loại trong ba cái loại chi phí này cũng được chia thành hai loại nhỏ là chi phí biến đổi và chi phí cố định tuy nhiên mình có thể nói rằng là bởi vì ba cái loại chi phí này nó không liên quan trực tiếp đến cái sản lượng thường là không liên quan trực tiếp đến sản lượng nên là phần lớn nó sẽ là chi phí cố định không thay đổi khi mà sản lượng thay đổi như vậy chốt lại thì cái việc tính giá thành để mà tính được giá thành thì sẽ phải xác định xem là để sản xuất ra cái sản phẩm này dịch vụ này thì công ty phát sinh chi phí nào trong số các cái loại chi phí mà chúng ta vừa đề cập đúng không ạ sau đó thì tính toán xem là phát sinh ra bao nhiêu sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm cách phân chia vào trong cái giá trị sản phẩm cái cách mà phân chia các cái chi phí này vào trong giá trị sản phẩm chúng ta gọi là cơ sở phân bổ chi phí và chính cái cơ sở phân bổ chi phí hay là cái cơ sở để tính giá thành này nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt giữa các cái phương pháp tính giá thành khác nhau điều quan trọng phải nói hai lần chính vì vậy nên mình sẽ nhắc lại chính cái cơ sở phân bổ chi phí hay cơ sở tính giá thành nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt giữa các phương pháp tính giá thành khác nhau chính vì vậy nên là trước khi mà đi tìm hiểu về từng cái phương pháp tính giá thành chi tiết, chúng ta cần phải đi tìm hiểu xem là cái sự khác biệt về cơ sở phân bổ chi phí hay cơ sở tính giá thành của các cái phương pháp này là như thế nào. Sau đây chúng ta hãy sang cái nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay đó là đi so sánh giữa cái cơ sở phân bổ chi phí của các cái phương pháp tính giá thành khác nhau. Từ góc độ kế toán quản trị thì tính giá thành nó là để phục vụ cho cái việc ra quyết định trong quản lý hoạt động nên là khi mà các cái hoạt động kinh tế của thế giới phát triển, doanh nghiệp phát triển, quy mô và mức độ phức tạp của các cái giao dịch nó tăng lên thì cái cách tính giá thành nó cũng sẽ phải thay đổi để mà đáp ứng cái nhu cầu thông tin thay đổi của doanh nghiệp được chưa ạ? Chính vì vậy nên là trong thực tế chúng ta sẽ có rất là nhiều cái phương pháp tính giá thành khác nhau từ phương pháp truyền thống đến hiện đại để mà đáp ứng cái nhu cầu thông tin của doanh nghiệp tuy nhiên là trong cái phạm vi môn pm này thì chúng ta sẽ đề cập đến năm cái phương pháp tính giá thành mà thôi thứ nhất là phương pháp tính giá thành toàn bộ thứ hai là phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên thứ ba là phương pháp abc thứ tư là phương pháp tính giá thành theo vòng đời sản phẩm và cuối cùng là phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu trong đó thì hai cái phương pháp đầu tiên sẽ là tính giá thành theo kiểu truyền thống còn ba cái phương pháp thì dưới thì sẽ là tính giá thành theo kiểu hiện đại. Tất nhiên là để nói một cách chi tiết về cái sự khác biệt giữa các cái phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại thì có rất là nhiều. Tuy nhiên để mà nói một cách đơn giản ngắn gọn nhất thì mình sẽ giải thích thế này. Đối với các cái chi phí trực tiếp ấy, mà có thể uh, truy trực tiếp đến từng sản phẩm thì nó quá đơn giản rồi không còn gì để nói nữa. Chúng ta chỉ cần xem một sản phẩm xem hết bao nhiêu chi phí, uh, hết bao nhiêu nguyên vật liệu trực tiếp hay bao nhiêu giờ công trực tiếp rồi chúng ta nhân với cái đơn giá nguyên vật liệu đơn giá giờ công là sao đúng không ạ? cái phương pháp tính ra thành nào thì cũng vậy cả. Nhưng cái vấn đề là ở các cái chi phí sản xuất chung mà không truy được đến từng sản phẩm bởi vì nó là chi phí gián tiếp. Do vậy là chúng ta sẽ phải thực hiện phân bổ cái chi phí sản xuất chung này. Thì các cái phương pháp truyền thống ấy, nó sẽ chỉ sử dụng một cái tiêu thức phân bổ cho tất cả các cái loại chi phí sản xuất chung và nó thường là dựa vào cái mức độ sử dụng các cái nguồn lực sản xuất kiểu như là số giờ máy hay là số giờ công để mà phân bổ. Trong khi đó thì chi phí sản xuất chung nó sẽ bao gồm rất là nhiều các loại chi phí có bản chất khác nhau. Và thường thì sẽ có nhiều cái loại chi phí sản xuất chung mà nó không biến động theo cái tiêu thức phân bổ của doanh nghiệp lựa chọn. Chính vì vậy nên là cái kết quả tính ra nó sẽ có cái mức độ phù hợp độ mức độ thực tế không cao. Chính vì vậy nên là các cái phương pháp tính giá thành truyền thống ấy nó chỉ phù hợp để tính giá thành khi mà cái tỷ trọng chi phí sản xuất chung trong tổng chi phí sản xuất là không lớn và nó phù hợp với các cái doanh nghiệp mà có cái quy trình hoạt động sản xuất giản đơn và để mà khắc phục được cái hạn chế của các phương pháp tính giá thành truyền thống thì hiện nay chúng ta đã phát triển ra các phương pháp tính giá thành hiện đại các cái phương pháp tính giá thành hiện đại thì nó thường nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái việc phân tích tổng hợp các cái yếu tố làm phát sinh chi phí và sử dụng các cái tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp cho từng yếu tố làm phát sinh chi phí nhờ đó mà tăng cái độ chính xác của cái kết quả phân bổ tính ra. Tuy nhiên là cũng vì vậy mà các cái phương pháp tính giá thành hiện đại này thường là hao tiền tốn của và chỉ phù hợp với các cái doanh nghiệp mà có hoạt động sản xuất phức tạp và có đủ nguồn lực để thực hiện. Chứ nếu như mà cái doanh nghiệp mà có hoạt động rất là giản đơn và cũng không có đủ nguồn lực để thực hiện mà còn cố tình áp dụng thì sẽ rất là dễ lợi đất cập hại nha. Kiểu là kết quả tính ra nó cũng không chính xác hơn nhiều so với khi áp dụng phương pháp truyền thống mà lại còn tốn rất là nhiều nguồn lực để thực hiện. Cái điều này nó rất quan trọng, các bạn cần phải ghi nhớ để mà xử lý các cái câu hỏi về cái việc là uh, doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp tính giá thành nào hay là có nên nó chuyển phương pháp tính giá thành từ phương pháp truyền thống sang phương pháp hiện đại hay không. Kiểu như vậy. Thì đấy là nói chung về cái sự khác biệt giữa các cái phương pháp tính giá thành truyền thống và hiện đại nha. Bây giờ mình sẽ đi giải thích về cái uh, sự khác biệt giữa cái cơ sở tính giá thành cơ sở phân bổ chi phí của năm cái phương pháp này. Đầu tiên đó là cái phương pháp tính giá thành toàn bộ cái này là mình tạm dịch thôi nhé bởi vì là mình thấy có rất nhiều cách dịch về cái thuật ngữ absorption costing nhưng mà nói chung là không phản ánh được đúng hơi quá khó hiểu hoặc là không phản ánh được đúng cái bản chất của cái phương pháp tính giá thành này nên là mình không có sử dụng. Thì đây là cái phương pháp tính giá thành truyền thống nhất. Cái phương pháp này thì nó không bận tâm đến cái việc phân chia chi phí biến đổi hay chi phí cố định mà nó chỉ bận tâm xem là đó có phải là cái chi phí sản xuất hay không theo đặt cái phương pháp này thì cái giá thành sản phẩm nó sẽ bao gồm toàn bộ cái chi phí sản xuất trong kỳ tức là sẽ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này chi phí nhân công trực tiếp này và chi phí sản xuất chung và để mà phân chia các cái chi phí sản xuất này vào sản phẩm thì như mình đã nói rằng là đối với các cái chi phí trực tiếp như là chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công đó thì do là có thể truy trực tiếp đến từng sản phẩm nên là không cần phải thực hiện phân bổ mà chúng ta sẽ trực tiếp xác định xem là một sản phẩm sử dụng hết bao nhiêu nguyên vật liệu bao nhiêu giờ công là xong đúng không ạ còn với cái chi phí sản xuất chung thì cái phương pháp này nó dựa trên cái nguyên tắc rằng là cái mức độ sản xuất chính là cái yếu tố làm phát sinh ra chi phí sản xuất chung chi phí sản xuất chung thì sẽ biến động cùng với cả mức độ sản xuất do đó thì là cái chi phí sản xuất chung nó sẽ được phân bổ vào sản phẩm dựa theo một cái tiêu thức phân bổ về mức độ sản xuất được lựa chọn ví dụ như là cái mức độ sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp hay là cái số giờ công trực tiếp hay là số giờ máy sử dụng hay là số lượng sản phẩm sản xuất chẳng hạn cụ thể thì chúng ta sẽ phải đi tính cái tỷ lệ hấp thụ chi phí bằng cách là Lấy tổng cái chi phí sản xuất chung mà chia cho cái tổng cái mức độ sử dụng nguồn lực Cái tỷ lệ này thì nó sẽ phản ánh xem là một đơn vị nguồn lực sử dụng Thì sẽ tương đương với bao nhiêu chi phí sản xuất chung Sau đó thì chúng ta sẽ xem xem là Một sản phẩm thì sử dụng hết bao nhiêu cái đơn vị sử dụng nguồn lực Để từ đó tính ra cái chi phí sản xuất chung tương ứng để mà tạo ra được sản phẩm Ví dụ như là bây giờ một công ty thì phát sinh cái chi phí sản xuất chung là 240.000 đô đi và trong kỳ thì công ty đã sử dụng máy móc có số giờ sử dụng máy là 6.000 giờ Thì dựa trên cái thông tin này chúng ta sẽ tính ra được cái tỷ lệ hấp thụ chi phí ở đây sẽ là 240.000 đô chia cho 6.000 giờ đúng không ạ? Thì ra được là 40 đô một giờ Thì chúng ta sẽ xem xem là để mà sản xuất một cái sản phẩm thì sẽ cần sử dụng bao nhiêu giờ máy Ví dụ như là để sản xuất một sản phẩm này Cần phải sử dụng 1,5 giờ máy Thì Khi đó ta lấy 40 đô này mà ta nhân với cả 1,5 giờ máy thì ta sẽ ra được cái chi phí sản xuất chung mà phân bổ cho một cái sản phẩm này sẽ là 40 đô nhân với cả 1,5 bằng 60 đô đúng không ạ? Thì đó là cái phương pháp tính giá thành thứ nhất. Với cái phương pháp tính giá thành thứ hai là phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên. Thì với cái phương pháp tính giá thành này, nó cũng giống như phương pháp tính giá thành toàn bộ là nó sẽ tập trung vào chi phí sản xuất. Nhưng mà cái phương pháp này nó chỉ bận tâm đến chi phí sản xuất biến đổi thôi chứ nó không phân biệt đâu là trực tiếp và gián tiếp. Chính vì vậy nên là theo cái phương pháp này thì giá thành sản phẩm sẽ bao gồm thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này, thứ hai là chi phí nhân công trực tiếp này và thứ ba là chi phí sản xuất chung biến đổi. Và theo cái phương pháp này thì chúng ta sẽ cần phải tính ra cái giá trị của chi phí biến đổi trên một sản phẩm bằng cách lấy tổng cái chi phí sản xuất biến đổi mà chia cho sản lượng sản xuất. Các bạn lưu ý là sản lượng sản xuất chứ không phải sản lượng tiêu thụ nha. Cái sản lượng tiêu thụ thì nó chỉ liên quan đến khi mà chúng ta tính ra vốn hàng bán thôi. Vậy ở đây thì sẽ có bạn đặt ra câu hỏi là thế cái chi phí sản xuất cố định đã phát sinh thì sẽ xử lý như thế nào? Thì câu trả lời là cái chi phí sản xuất cố định ở đây nó sẽ được ghi nhận luôn vào trong chi phí trong kỳ. Được chưa ạ? Như vậy để mà tổng kết lại thì hai cái phương pháp truyền thống là tính giá thành toàn bộ và tính giá thành theo chi phí cận biên nó sẽ khác nhau ở ba cái điểm chính sau thứ nhất là cái cơ sở chi phí để mà tính vào giá thành sản phẩm theo phương pháp tính giá thành toàn bộ thì toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh sẽ được sử dụng để tính vào giá thành sản phẩm đúng không ạ trong khi đối với phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên thì sẽ chỉ tính chi phí sản xuất biến đổi vào trong giá thành sản phẩm mà thôi và chính vì cái cơ sở chi phí nó khác nhau cho nên là dẫn đến cái sự khác biệt thứ hai đó là cái lợi nhuận tính vào mỗi kỳ theo hai cái phương pháp này sẽ có sự khác nhau bởi vì là giá thành sản phẩm khác nhau nên là giá vốn hàng bán trong kỳ cũng như là giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được trình bày trên báo cáo tài chính cũng sẽ khác nhau đúng không ạ tuy nhiên là khi mà chúng ta xét trong dài hạn ấy, khi mà đã bán hết sản phẩm thì khi đó lợi nhuận theo hai cái phương pháp này nó sẽ giống nhau do là khi đó thì toàn bộ chi phí sản xuất đều đã được ghi vào chi phí trong kỳ cái sự khác biệt thứ ba phải kể đến ở đây đó là cái phương pháp tính giá thành theo chi phí cận biên thì nó sẽ phù hợp cho cái việc ra các cái quyết định quản trị ngắn hạn bởi vì nó cho phép doanh nghiệp đánh giá được cái kết quả khi mà sản xuất thêm một sản phẩm hay là cái khác là đánh giá được cái lợi nhuận của công ty sẽ bị ảnh, bị ảnh hưởng như thế nào khi mà cái sản lượng tiêu thụ thay đổi khi mà sang cái chủ đề về việc ra uh, quyết định thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc ra quyết định ngắn hạn nó dựa trên cái khái niệm về chi phí biến đổi này rất là lớn trong khi đó thì cái phương pháp tính giá thành toàn bộ của chúng ta thì nó lại phù hợp với cái mục đích là lập báo cáo tài chính hơn đúng không ạ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang cái phương pháp tính giá thành abc thì cái phương pháp abc này nó là một cái sự mở rộng một cái sự phát triển của phương pháp tính giá thành toàn bộ chính vì vậy nên cái cơ sở chi phí khi mà tính giá thành của phương pháp abc này nó cũng sẽ giống như phương pháp tính giá thành toàn bộ tức là giá thành sản phẩm cũng sẽ bao gồm chi phí sản xuất chung này, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, được chưa ạ? Tuy nhiên cái điểm khác biệt giữa phương pháp ABC và cái phương pháp tính giá thành toàn bộ đó là ở cái cách phân bổ chi phí sản xuất chung. Tức là thay vì chỉ sử dụng một cái tiêu thức phân bổ cho toàn bộ chi phí sản xuất chung giống như phương pháp tính giá thành toàn bộ ấy thì cái phương pháp ABC này nó sẽ sử dụng nhiều tiêu thức phân bổ, tùy thuộc vào cái yếu tố làm phát sinh chi phí là gì. Cụ thể thì cái phương pháp abc này nó sẽ đi xác định các cái hoạt động chính hỗ trợ cho việc sản xuất bởi vì theo nó thì là đó chính là các cái hoạt động mà làm phát sinh chi phí sản xuất chung đúng không ạ sau đó thì sẽ đi xác định là cái yếu tố làm phát sinh chi phí hay là yếu tố ảnh hưởng trọng yếu nhất đến việc phát sinh chi phí của các cái hoạt động hỗ trợ này là gì kiểu như là chi phí của hoạt động sử dụng nhân sự quản lý sản xuất thì sẽ bị quyết định bởi cái số lượng giờ công đúng không ạ sau đó thì sẽ theo cái phương pháp này thì sẽ phải đi tính xem là để sử dụng một cái yếu tố làm phát sinh chi phí thì sẽ tương ứng với đó là làm phát sinh bao nhiêu chi phí sau đó là chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí sản xuất chung tương ứng phân bổ bằng cách tính cái mức độ sử dụng yếu tố làm phát sinh chi phí bạn nào mà thấy mơ hồ thì cũng không sao cả lát nữa khi đi tìm hiểu chi tiết về phương pháp abc thì chúng ta sẽ rõ ngay còn bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ rằng cái sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp abc và phương pháp tính giá thành truyền thống tính giá thành toàn bộ là cái phương pháp abc thì phân bổ chi phí bằng cách phân chia chi phí sản xuất chung theo các hoạt động hỗ trợ và thực hiện phân bổ chi phí bằng cách áp dụng tiêu thức phân bổ phù hợp cho từng loại chi phí này nhờ vậy mà cái việc phân bổ chi phí sản xuất chung theo cái phương pháp tính giá thành ABC thì nó sẽ được chính xác hơn, hợp lý hơn. Tuy nhiên là cũng vì thế nên là rất là tốn công, tốn sức để làm và không phải lúc nào cũng phù hợp với doanh nghiệp. Được chưa ạ? Tiếp theo đó là phương pháp tính giá thành theo vòng đời của sản phẩm. Theo cái phương pháp này thì chi phí được tính vào giá thành sản phẩm sẽ bao gồm toàn bộ chi phí phát sinh trong vòng đời của một sản phẩm, kể từ khi bắt đầu cái giai đoạn nghiên cứu thiết kế, phát triển cho đến khi rút khỏi thị trường. Ví dụ như là vòng đời của một sản phẩm thì thường gồm 5 giai đoạn đúng không ạ? Giai đoạn 1 là giai đoạn nghiên cứu phát triển sản phẩm thì nó sẽ phát sinh các cái chi phí như là thiết kế này, chi phí là mô hình sản phẩm này, thử nghiệm sản phẩm này. Còn cái giai đoạn 2 là giới thiệu sản phẩm thì có thể sẽ phát sinh các chi phí như là chi phí tiếp thị chẳng hạn. Chi phí truyền thông thì khi đó tất cả các cái loại chi phí phát sinh tại từng cái giai đoạn của vòng đời của một sản phẩm nó sẽ được tính vào trong giá thành của sản phẩm thì cái ưu điểm của cái phương pháp này là nó sẽ cho phép đánh giá cái khả năng sinh lời của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của nó đúng không ạ? Từ đó thì sản phẩm nào mà không đạt được cái khả năng sinh lời mong muốn thì sẽ bị loại bỏ sớm. Và nhờ vậy mà cái phương pháp này nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của cái kế toán quản trị truyền thống tức là chi phí của chúng ta sẽ được cộng dồn theo từng kỳ kế toán đúng không ạ? Và sẽ có xu hướng là phân chia cái vòng đời của sản phẩm theo các cái khoảng thời gian chính là cái kỳ kế toán tức là chẳng hạn là 12 tháng một lần 12 tháng một lần thì điều này có nghĩa là cái hệ thống kế toán quản trị truyền thống nó sẽ không tích lũy chi phí trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm và do đó thì không thể đánh giá được cái khả năng sinh lời cuối cùng của một sản phẩm là như thế nào thì cái phương pháp tính giá thành theo vòng đời sản phẩm nó đã khắc phục được cái nhược điểm của cái phương pháp tính giá thành truyền thống phương pháp tính giá thành cuối cùng mà chúng ta đề cập ở đây đó là cái phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu. Sở dĩ mình để lại cái phương pháp này đến cuối cùng là bởi vì cái phương pháp này nó có sự khác biệt lớn với bốn cái phương pháp trước. Tức là thay vì xuất phát từ một cái cơ sở chi phí để mà phân bổ chi phí thì cái phương pháp này nó lại tính giá thành bằng cách là dựa vào giá bán mục tiêu và tỷ suất lợi nhuận mong muốn sau đó tính ngược ra cái chi phí mục tiêu của doanh nghiệp. Thì cái có chi phí mục tiêu này nó sẽ là cái mức chi phí mà doanh nghiệp cần phải đạt được khi một sản phẩm được lập kế hoạch lần đầu tiên thì uh, cái chi phí ước tính để tạo ra sản phẩm thường sẽ cao hơn cái chi phí mục tiêu mà doanh nghiệp đã xây dựng và mục tiêu của doanh nghiệp sẽ là tìm cách thu hẹp cái khoảng cách giữa cái chi phí ước tính và chi phí mục tiêu này để mà có thể sản xuất ra sản phẩm theo cái mức của chi phí mục tiêu và từ đó đạt được cái lợi nhuận biên mà doanh nghiệp mong muốn và để mà thực hiện được điều này thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện phân tích xem là cái yếu tố nào thì quyết định đến cái chi phí tạo ra sản phẩm và đâu là cái yếu tố có thể cắt giảm chi phí mà không làm ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của sản phẩm đâu là các yếu tố không cần thiết cần phải loại bỏ để cắt giảm chi phí để mà đạt được đến cái mức chi phí mục tiêu cái giai đoạn hiệu quả nhất để mà thực hiện cái công việc này ấy, nó chính là cái giai đoạn nghiên cứu phát triển sản phẩm chứ không phải là cái giai đoạn sản xuất bởi vì là nếu như chúng ta đã quyết định hết tất cả các yếu tố và chuẩn bị sẵn sàng tức có các nguồn lực để sản xuất rồi nhưng mà đến cái lúc sản xuất thì mới phát hiện ra là các cái quyết định sản xuất này nó không phù hợp đúng không ạ thì khi đó lúc mà chúng ta ngừng cái này và để chuyển sang một cái phương án mới thì sẽ tốn kém chi phí hơn rất là nhiều so với việc là ngay từ đầu chúng ta đã xác định là không phù hợp và chúng ta cắt luôn thay đổi luôn vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại phải sinh ra cái phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu này thì có thể một lý giải là một trong các lý do nó là vì trong cái môi trường kinh tế hiện nay thì các cái sản phẩm công nghệ nó ngày càng nhiều cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt cái chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng rút ngắn luôn chính vì vậy là các doanh nghiệp phải liên tục là thiết kế lại các cái sản phẩm cũ và phát triển các cái sản phẩm mới đúng không ạ và cái giai đoạn là lập kế hoạch phát triển và thiết kế sản phẩm nó rất quan trọng đối với quy trình quản lý chi phí của doanh nghiệp bởi vì như đã nói là tại giai đoạn này thì có thể kịp thời đưa ra các cái quyết định thay đổi để cắt giảm chi phí và cái phương pháp tính giá thành theo chi phí mục tiêu này nó sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện được cái quá trình này và từ đó giúp doanh nghiệp thu được cái lợi nhuận mong muốn trên từng sản phẩm thì đó là cái sự khác biệt cơ bản giữa năm cái phương pháp tính giá thành mà chúng ta đi tìm hiểu trong cái môn pm còn bây giờ chúng ta hãy chuyển sang đi tìm hiểu chi tiết về phương pháp tính giá thành abc thì như vừa rồi mình cũng đã chia sẻ rằng là ABC nó là cái phương pháp tính giá thành bằng cách là đi xác định chi phí và các cái yếu tố làm phát sinh chi phí của các cái hoạt động chính hỗ trợ sản xuất. Theo đó thì cái chi phí sản xuất chung nó sẽ được phân bổ cho sản phẩm dựa trên cái cơ sở là mức độ sử dụng các yếu tố làm phát sinh chi phí. Để tính giá thành theo phương pháp ABC thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện qua 5 bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta đi xác định các cái hoạt động hỗ trợ chủ yếu cho quá trình sản xuất. Hoạt động hỗ trợ ở đây chính là các cái hoạt động liên quan chung đến quá trình sản xuất, ví dụ như là thuê nhà xưởng sản xuất hay là thuê máy móc sản xuất hay là xử lý các cái đơn hàng. Bước thứ hai đó là chúng ta đi phân bổ chi phí sản xuất chung cho các cái hoạt động hỗ trợ này. Và cái uh, chi phí mà chúng ta phân bổ cho từng cái hoạt động hỗ trợ này sẽ được gọi là cost pool. bước thứ ba đó là chúng ta đi xác định cái yếu tố làm phát sinh chi phí của mỗi hoạt động còn được gọi là cost driver ví dụ như đối với hoạt động thuê nhà xưởng thì cái yếu tố gây phát sinh chi phí của cái hoạt động này sẽ là cái diện tích nhà xưởng được thuê bước thứ tư đó là với mỗi cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta sẽ đi tính cái tỷ lệ phân bổ uh, chi phí sản xuất chung tính cho cái hoạt động đó trên một cái đơn vị yếu tố uh, phát sinh chi phí. Bước thứ năm, đó là chúng ta đi phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng hoạt động dựa vào số yếu tố phát sinh chi phí cost driver mà cái hoạt động đó sử dụng. Các bạn đừng lo lắng nếu các bạn chưa hiểu được luôn năm cái bước này bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem xét một cái ví dụ cụ thể về việc áp dụng phương pháp ABC trong việc tính giá thành. Tình huống đưa ra như sau. Một công ty thì sản xuất hai loại sản phẩm A và B với số lượng lần lượt là 1.000 sản phẩm và 500 sản phẩm. Biết rằng cái thông tin về chi phí sản xuất của hai loại sản phẩm này như sau. Chi phí nguyên vật liệu trên một đơn vị sản phẩm của A và B lần lượt là 10 đô và 12 đô. Chi phí nhân công trực tiếp cho hai sản phẩm lần lượt là 60 đô và 70 đô. Tổng chi phí sản xuất chung là 50.000 đô. Giả định rằng là cái chi phí sản xuất chung này nó chỉ phát sinh từ hai cái hoạt động là sẽ dây chuyền sản xuất với cái giá trị là 20.000 đô và xử lý đơn hàng với cái giá trị là 30.000 đô. Yêu cầu đây là chúng ta sẽ tìm ra được cái thông tin về chi phí sản xuất trên một sản phẩm theo phương pháp ABC được chọn. Thì để mà thực hiện công việc này chúng ta sẽ lần lượt làm theo các cái bước để thực hiện phương pháp tính giá thành ABC mà chúng ta vừa đi tìm hiểu. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi xác định các cái hoạt động được phân loại là hoạt động sản xuất chung hay là hoạt động hỗ trợ cho quá trình sản xuất. Trong ví dụ của chúng ta thì đã giả định rằng là có hai hoạt động hỗ trợ cho quá trình sản xuất đó là setup dây chuyền sản xuất và hoạt động xử lý đơn hàng được ạ Bước thứ hai chúng ta sẽ đi xác định cái chi phí sản xuất chung cho từng cái hoạt động hỗ trợ này. Thì cái thông tin này để bài cho chúng ta rồi. Cái chi phí sản xuất chung liên quan đến cái hoạt động setup dây chuyển sản xuất là 20.000 đô, còn chi phí sản xuất chung liên quan đến hoạt động xử lý đơn hàng là 30.000 đô. Bước thứ ba chúng ta sẽ phải đi xác định các cái yếu tố làm phát sinh chi phí cho từng cái hoạt động hỗ trợ. Thì ở đây thông tin đề bài không có cho thì chúng ta có thể giả sử, tức là chúng ta giả sử rằng là cái hoạt động setup dây chuyển sản xuất thì sẽ uh, có cái yếu tố làm phát sinh chi phí là số lượng dây chuyền được setup với cái số lượng là 20 dây chuyền. Trong đó thì sản phẩm A đã được setup 10 dây chuyền và sản phẩm B cũng được setup 10 dây chuyền. Còn đối với cái hoạt động xử lý đơn hàng, chúng ta cũng giả sử rằng là nó sẽ có cái yếu tố là phát sinh chi phí là số lượng đơn đặt hàng đã được xử lý với tổng số lượng là 30 đơn hàng. Trong đó thì sản phẩm A đã được xử lý 20 đơn, còn sản phẩm B đã được xử lý là 10 đơn. Thì sau khi mà có đầy đủ thông tin như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ tư đó là chúng ta đi tính cái chi phí đơn vị phát sinh trên một cái yếu tố làm phát sinh chi phí của từng hoạt động hỗ trợ. Trong tình huống này của chúng ta thì với cái hoạt động setup dây chuyển sản xuất thì đã có 20 lần setup đúng không ạ? Và tổng cái chi phí sản xuất chung liên quan đến cái hoạt động setup dây chuyển này là 20.000 đô thì như vậy ta sẽ tính ra được cái thông tin về chi phí đơn vị trong một lần xếp dây chuyền là 20.000 đô chia 20 bằng 1.000 đô trên một lần. Còn với cái hoạt động xử lý đơn hàng thì chúng ta có tổng cái chi phí sản xuất chung liên quan là 30.000 đô. Trong khi cái số lượng đơn hàng đã xử lý là 30 lần, 30 đơn hàng thì như vậy chúng ta sẽ tính ra được cái chi phí trên một lần xử lý đơn hàng sẽ là 30.000 đô chia cho 30 bằng 1.000 đô. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm dựa trên cái số lượng các cái yếu tố phát sinh chi phí mà sản phẩm đó đã sử dụng bằng cách là chúng ta lấy cái tỷ lệ phân bổ tính ra ở cái bước thứ tư mà ta nhân với cả cái số lượng yếu tố là phát sinh chi phí mà sản phẩm đã sử dụng theo thông tin đề bài cung cấp thì đầu tiên là với cái hoạt động xét dây, dây chuyển sản xuất thì sản phẩm A đã sử dụng 10 lần hay là đã có 10 Dây chuyển sản xuất được setup cho sản phẩm A Nên là cái chi phí sản xuất Phân bổ cho nó sẽ là Cái chi phí đơn vị là Một nghìn đô mà nhân với cái số lượng Yếu tố làm phát sinh chi phí Của cái hoạt động setup này Mà sản phẩm A đã sử dụng Là 10 thì ta sẽ ra được là Cái chi phí sản xuất Phân bổ cho sản phẩm A lúc này Sẽ là 10.000 đô Đối với cái hoạt động setup dây chuyển sản xuất Tương tự như vậy với sản phẩm B thì cái chi phí xếp dây chuyển sản xuất được phân bổ cho nó cũng sẽ là số lượng yếu tố làm phát sinh chi phí mà nó đã sử dụng là 10 mà nhân với cả cái chi phí đơn vị là 1.000 đô thì ra là 10.000 đô. Thì đó là đối với hoạt động xếp dây chuyển sản xuất còn với cái hoạt động xử lý đơn hàng chúng ta cũng xử lý tương tự. Cụ thể là sản phẩm A đã sử dụng 20 lần xử lý đơn hàng nên cái chi phí sản xuất phân bổ cho nó sẽ là 20 nhân với cả cái chi phí đơn vị là 1.000 đô ra được là 20.000 đô còn với cái sản phẩm B cũng tương tự sẽ là số lần xử lý đơn hàng của nó hay là cái số lượng yếu tố và làm phát sinh chi phí nó đã sử dụng là 10 mà nhân với cả cái chi phí đơn vị tính trên một yếu tố làm phát sinh chi phí là 1.000 thì cũng ra là 10.000 đô thì như vậy là ta đã phân bổ xong cái chi phí sản xuất chung theo từng hoạt động làm phát sinh chi phí cho từng sản phẩm A và B đúng không ạ? Và chúng ta có thể cập nhật số liệu vào bảng. Và như vậy với sản phẩm A thì ta có thể tính ra được tổng cái chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm A là 30.000 đô trong khi cái số lượng sản xuất sản phẩm A là 1.000 thì suy ra cái chi phí sản xuất chung trên một đơn vị sản phẩm A sẽ là 30 đô. Tương tự như vậy với sản phẩm B Tổng chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm B là 20.000 đô. Trong khi số lượng sản phẩm là 500 sản phẩm. Thì như vậy ta sẽ tính ra được cái chi phí sản xuất chung trên một đơn vị sản phẩm B sẽ là 20.000 đô chia cho 500 bằng 40 đô. Và cuối cùng ta sẽ tính ra được tổng cái chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm của sản phẩm A sẽ là bằng là 10 đô cộng 60 đô cộng 30 đô bằng 100 đô đúng không ạ? Còn sản phẩm B sẽ là 12 đô cộng 70 đô cộng 40 đô bằng 122 đô đó là cái cách mà chúng ta thực hiện tính giá thành theo phương pháp ABC. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem xét cái ưu nhược điểm của cái phương pháp tính giá thành này. Từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã nhắc qua một số các cái ưu điểm và nhược điểm của phương pháp ABC. Tuy nhiên thì để dễ nhớ để dễ nhớ và không bị nhầm lẫn thì chúng ta sẽ cần phải tóm tắt lại các cái điểm này. Thứ nhất là về ưu điểm thì phương pháp ABC bởi vì là nó sẽ phân bổ cái chi phí sản xuất chung cho các cái hoạt động hỗ trợ và dựa trên cái yếu tố làm phát sinh chi phí do đó thì để có thể thực hiện được phương pháp abc nó sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu về cái uh, hoạt động của công ty cũng như là cái cơ cấu tổ chức cơ cấu sản phẩm cơ cấu chi phí rất là kỹ do đó thì cái việc áp dụng phương pháp abc nó sẽ giúp uh, cung cấp cho các cái nhà quản lý các cái thông tin quản trị hữu ích ví dụ như là các cái hoạt động có thể cắt giảm để tiết kiệm chi phí hay là cái khả năng sinh lời của từng sản phẩm. Ngoài ra thì nó còn giúp nhà quản trị đưa ra cái quyết định về giá nữa. Một ưu điểm nữa của phương pháp ABC đó là cái phương pháp này thì nó phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm ở dựa trên các cái hoạt động hỗ trợ và cái mức độ sử dụng các cái yếu tố phát sinh chi phí của các cái hoạt động này. Do đó thì Uh, nó sẽ phải uh, sử dụng nhiều cái yếu tố phân bổ để phân bổ toàn bộ cái chi phí sản xuất chung vào uh, cái giá thành của sản phẩm. Vì vậy thì cái phương pháp ABC này nó sẽ phù hợp với các cái quy trình sản xuất phức tạp, yêu cầu nhiều tiêu chí phân bổ. Một cái ưu điểm cuối cùng nữa phải kể đến của phương pháp ABC đó là phương pháp này thì nó đưa ra cái kết quả phân bổ chính xác hơn là các cái uh, phương pháp tính giá thành truyền thống. Uh, như chúng ta đã đề cập lúc trước là phương pháp abc thì nó uh, phân bổ dựa theo cái bản chất hoạt động cái uh, mức độ sử dụng yếu tố phát sinh chi phí và do đó nó sử dụng nhiều các cái tiêu chí phân bổ hơn và do đó thì nó sẽ đưa ra được cái kết quả phân bổ uh, chi phí uh, sẽ sát hơn chính xác hơn hợp lý hơn có nhiều ưu điểm nhưng mà phương pháp abc nó cũng có không ít các cái nhược điểm mà nhược điểm đầu tiên phải kể đến là cái phương pháp này nó sẽ đòi hỏi công ty tổ chức sẽ phải bỏ ra nhiều công sức thời gian và tiền bạc để có thể uh, thực hiện được áp dụng được cái hệ thống ABC này. Do đó thì cái sẽ có trường hợp là chi phí để thực hiện cái hệ thống ABC này có thể nó sẽ lớn hơn cái lợi ích nó có thể mang lại cho tổ chức. Cái nhược điểm thứ hai phải kể đến đó là cái phương pháp ABC này thì nó sẽ phân bổ chi phí sản xuất chung dựa vào các cái hoạt động hỗ trợ và cái mức độ sử dụng các cái yếu tố làm phát sinh chi phí. Tuy nhiên thì sẽ không phải dễ dàng để có thể phân tích được cái cấu trúc hoạt động kinh doanh cũng như là cái cấu trúc chi phí sản phẩm của công ty để xác định được các cái đâu là hoạt động hỗ trợ và đâu là cái yếu tố là phát sinh chi phí của từng cái hoạt động này sẽ có trường hợp rất khó để có thể xác định được cái yếu tố là phát sinh chi phí và như thế thì cũng sẽ không thể áp dụng được phương pháp ABC Một cái nhược điểm nữa của phương pháp ABC mà chúng ta phải kể đến đó là một hoạt động thì có thể có nhiều hơn một yếu tố gây chi phí Như vậy thì trong trường hợp này công ty sẽ phải quyết định đâu là cái yếu tố làm phát sinh chi phí phù hợp để Uh, sử dụng trong việc uh, phân bổ chi phí. Nhược điểm cuối cùng của phương pháp ABC mà chúng ta cần phải cân nhắc đó là uh, cái giai đoạn đầu, cái bước đầu của cái quá trình áp dụng uh, phương pháp tính giá thành ABC thì chúng ta sẽ phải uh, phân chia cái chi phí sản xuất chung cho các cái hoạt động hỗ trợ. Mà cái quá trình này thì cũng sẽ phải sử dụng đến cái tỷ lệ phân bổ. Do đó thì có khả năng rằng cái kết quả phân bổ chi phí sản xuất chung cho các cái hoạt động bổ trợ này nó có thể không chính xác tương tự như cái phương pháp tính giá thành truyền thống. Như vậy là trong video này thì chúng ta đã tìm hiểu xong cái nội dung trọng yếu đầu tiên của môn PM và trong video tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai đó là cái kỹ thuật kế toán quản trị throughput accounting. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Của